hệ trùng mai đang ngày càng căng thẳng, thì may sao họ lại có thêm một cơ hội được gặp nhau. Tại sao trong những cái buổi từ đầu đến giờ em đâu tiếp xúc nhiều với chị đâu, người em tiếp xúc nhiều là chị Hoàng với lại chị Trâm Anh mà. Mà em không có cảm giác. Vậy tại sao em có cảm giác với chị trong khi em không tiếp xúc nhiều với chị, mà trong lúc đó em đâu có biểu hiện gì đâu? Nhưng mà em tiếp xúc ít nhưng mà nó có cảm giác. Nhưng mà làm vậy em muốn tiếp xúc. Vậy ý em là em có thể hành động thân mật với những bạn nữ khác nhưng không có cảm giác với người đó, nhưng mà khi em không hành động thân mật với cái người em lại có cảm giác với cái người em không có hành động thân mật hay làm sao? Không. Vậy chứ làm sao? Ủa chị, nói chuyện bình thường là nói chuyện gì? Với tư cách là cặp đôi bí ẩn. Không. Tại sao? Nhưng mà giờ thích nói chuyện như vậy. Nếu em không nói nữa thì chị xuống. Nói chung là như thế này, khi mà tham gia chương trình đó, hai đứa mình cãi nhau rất nhiều, ai cũng biết rồi. Cãi nhau từ mọi thứ, tất cả, từ to tới từ nhỏ tới to, chuyện gì cũng có thể cãi nhau. Bo không có nói là cái việc mà Bo với Trâm Anh buổi đó là Bo cố, Bo nói chung là cái Bo nhận là Bo sai, tại vì Bo nếu mà Bo muốn thì Bo sẽ tìm cách. Nhưng mà nó vẫn có một cái vài trường hợp là không thể mà tránh khỏi được. Bo muốn nói là cái cảm xúc của Bo dành cho Bé nó vẫn như vậy, không, thậm chí là hơn. Và Bo hoàn toàn không có cảm xúc gì về người khác. Bo vẫn chỉ có một mình cảm xúc đó với Bé hiện tại. Và Bo thật sự là không có muốn mất cái cảm xúc đó. Nói mà nói là khi mà cuối cùng quyết định á, Bo vẫn quyết định như thế nào thì Bo cũng quyết định là Bo sẽ trao trái tim Bo cho Bé. Trao trái tim gì, trao cái này hả? Trái tim này hay là trái tim này cũng đều được. Mình đàn lại bài You Are My Sunshine được không? Được. Hi, tại mình là một sinh viên đại học sân khấu điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh. Mình cũng đang là một graphic designer, một photographer. Mình là Lê Hoàng Bá Tùng. Hiện tại mình đang cũng là sinh viên trường đại học sân khấu điện ảnh. Nhà tụi mình học chung lớp với nhau. Tụi mình quen nhau đến đây là được 7 tháng rồi. Tụi mình là cặp đôi bí ẩn. Mùa 18. Trong ngày thứ hai, Tùng và Mai đã có một cuộc gặp bí mật. Đứng đây ngồi. Cháu ngồi bên này. Bobo. Bo nghe. Bobo. Bobo. Bobo xin lỗi về. Sao xin lỗi? Xin lỗi baby. Tội gì? Tội đáng người khác chịu. Còn gì không? Còn không? Không. Bo. Bo nghe. Hai ngày rồi Bo thấy làm sao? Thấy dài. Thấy sao thấy dài? Dài thấy mệt. Sao mệt? Không chịu. Bo. Bo thấy mấy anh mấy chị trong này sao? Thì mấy anh mấy chị bình thường thôi, đâu có gì đâu, dương, nhưng mà không có hợp với chuyện. Sao không hợp với chuyện?
Thì nói chuyện bình thường thôi chứ. Thì Bo thấy Bo với Bia dạy làm việc xa lạ quá, nói sao, cảm xúc Bo thế nào? Khó chịu. Sao khó chịu? Không. Hả? Mẹ ghi dễ cho ông Sơn. Mẹ ghi dễ cho ông Sơn, Bia ghi không dễ cho Bo. Có. Không. Bo có ghiền thì thấy Bia là ghiền gì? Bia thân mật với ông Vinh, ông Vĩnh. Bia dễ cho ông Sơn, Bia nắm tay ông Sơn, để ông Sơn nắm tay. Nắm tay ông Trường luôn. Bia làm gốm với ông Trường. Hả? Bia làm gốm với ông Sơn rồi. Bò dám làm gốm với ông Vĩnh. Người ta là homie với không nhau. Không có homie gì. Ủa? Tôi với ông Vĩnh là anh em với nhau. Biết sao bên phòng B với lại B cũng có nói chuyện với mấy anh á. Kiểu không có một ai nghĩ mình là cặp đôi với Hận Vĩnh. Không có một ai luôn á. Chỉ có nghĩ Bo là người song tính thôi. Hay quá vậy. B còn nghe một thông tin là có người đoán là Bo với Trâm Anh là cặp đôi với Hận. Bo. Ừ. Sao? Bo mà bé. Nói gì? Không mong môi kẻ luôn. Bo ca ca em. Bo ca ca. Chi. Vô chi. Bo có rung động với anh hai không? Không. Bo rung động với anh nào mới nói thiệt? Thì ghê quá má. Bo rung động với anh nào mới nói thiệt? Thì ghê quá má. Bo rung động với chị nào không? Không. Nói chị. Không, bình thường. Chị Uyên nói là lúc Bo ôm chị Uyên là tim đập bịch. Không lẽ tim ngừng đập chết nữa mà. Chị sao Bo ôm đi không có đập gì hết. Sao không đập? Không đập, không đập sao mà ôm mà. Không má, không có đập bịch gì hết. Không, không có. Thấy gì hết á. Không có. Bo chào. Đừng có khùng. Nghe thấy cũng thấy khá là khó chịu số cái nha. Ví dụ như sáng nay Bo ngồi giữa Bê với chị Hoàng là Bo cứ nói chuyện tương tác với chị Hoàng, xong đi mời ăn úp ra không ăn đầu các kiểu. Xong ngồi trên xe là Bo để chị Trâm Anh dựa Bo nè, rồi các kiểu vậy đó. Rồi hôm qua Bo còn cổng gì ôm chị Uyên rồi xong rồi cổng chị Hoàng nữa. Bo là chị nào Bo cũng tiếp xúc như vậy rồi. Chỉ có Bê là Bê chưa làm gì với Bo thôi á. Bê không có dựa, Bê không có nắm tay, không có ôm Bo chưa. Gì có ba chị kia là có kiên tiếp với Bo hết rồi đó. Đó, vậy Bo thấy sao? Tôi không thấy gì khi làm cái hành động đó hết. Hả? Tôi cảm thấy rất là bình thường, không gì đặc sắc thì là cũng vậy. Bo thấy đó. Sao Bo thấy chị rất khó chịu khi bạn chạm mũi người khác nè, bạn tặng bánh cho người khác nè, bạn vẽ cho người khác, bạn đâu có vẽ cho tôi. Có mà bạn đâu có làm cái đó cho tôi. Nhưng mà tôi đâu có hành động thân mật như bạn đâu. Biết thân bạn là với ba chị rồi, tôi có hết bốn anh gì đâu. Ủa đúng không? Bạn mất thế cân bằng. Không. Vậy đó, với lại là nói chung là khó nói chuyện với nhau á. Tại vì bình thường tụi mình là giống như là từ lúc quen nhau đến giờ là kiểu dính nhau. Dính chặt luôn vậy. Tại vì học trên lớp chung với nhau, về nhà cũng hay đi qua nhà nhau. Cho nên là đây cũng là một cái khoảng thời gian khá là thử thách. Hai ngày mà thấy dài. Hai ngày nó dài quá, dài như 2 năm.